Phượng. Xin chào mừng quý vị đã đến với chương trình Vợ chồng son. Kính thưa quý vị, chương trình Vợ chồng son hân hạnh nhận được sự tài trợ của nhãn hàng Mass Hair, viên uống mọc tóc và ngăn ngừa rụng tóc. Chủ đi uống cà phê, đi ăn uống rồi em dẫn theo một đám bạn có khoảng 7-8 đứa gì đó. Mời quý vị dành một tràng pháo tay đón chào cặp vợ chồng đầu tiên. Rồi, mời hai em giới thiệu về mình. Dạ. Dạ, xin chào chị Hồng Vân và anh Quốc Thuận ạ. Em tên là Bích Trâm, em 25 tuổi và công việc hiện tại của em là một bà mẹ bỉm sữa. Bà mẹ bỉm sữa là một cái nhân vật phải nói là rất là vĩ đại. Dạ. Bỏ hết tất cả mọi thứ chỉ là ở nhà lo tả và sữa cho con thôi. Thế còn anh? Dạ, em tên là Trung, em năm nay 30 tuổi. Em hiện tại đang là nhân viên kinh doanh đó chị. Hai chồng là lấy nhau là bao lâu rồi? Dạ, 3 năm 2 tháng rồi. Trời, nhớ kỹ dễ sợ luôn. Dạ. Mà bà mẹ bỉm sữa này là lần thứ nhất hay là lần thứ hai? Bà mẹ bỉm sữa này là lần thứ hai rồi anh. Wow, có nghĩa là hai bé luôn đúng không? Dạ đúng rồi, 3 năm 2 đứa. Thế có quyết định là 4 năm 3 đứa không? Em cũng đang hướng tới cái mục tiêu đó. Trời ơi. Như vậy là chị thấy em với anh Bin nó có những cái gì đó rất là đồng cảm. Thì đây là ông bố bỉm sữa nè. Yeah. 3 năm 2 đứa mà anh cũng vậy luôn. Rồi, hai em là gặp nhau lần đầu tiên là như thế nào? Lần đầu tiên chúng em gặp nhau là ở trong cái công ty phân phối mình trước của anh này làm á. Thì mẹ em có một cái căng tin ở trong công ty đó và em á làm qua công ty phụ mẹ và chúng em gặp nhau. Có nghĩa là lúc đó là đang rửa chén gặp ông này. Dạ. Có nghĩa là thời gian đó thì em có nhân viên ở làm ở khu vực đó. Tại vì em coi ở khu vực quận 10 nữa, nên là có nhân viên ở khu vực đó. Thì nhân viên nói ở đó thì có một cô rất là chảnh, nên là yêu cầu em phải về đó cua cô đó. Nhưng mà cái lần đầu tiên em nhìn thấy cái cô này, em nhận xét gì về cô? Nói chung em chưa nhận xét gì, em tính cua thôi. Dạ, biết không? Dạ. Em thì thật sự em cũng không biết, nhưng mà có lẽ là sau này thì biết ra thì hai cái mục đích đến với nhau là giống nhau. Tại vì em cũng ghét anh cha này. Trời ơi, em ghét kinh khủng luôn. Tại vì á, khu vực đó thì có nhân viên mà những cái nhân viên đó thì là mối quen của cái căng tin của mẹ em. Thì có hai anh đó thì cứ xuống căng tin uống nước mỗi ngày ăn uống căng tin, là nói chung là tìm cái lợi nhuận cho gia đình rất là nhiều. Ông này về không biết làm được trò trống gì, vừa về lại đuổi hết hai người đó rồi. Giờ không biết là thấy ghét rồi đó. Thấy ghét rồi đó. Là xong rồi hai người đó mới xuống nói với em, cái thằng cha này về là thấy đuổi là thấy ghét rồi, bé Trâm em trả thù cho anh đi. Trời ơi. Ok, em cua trả thù liền chứ. Trời ơi, thấy ghét quá mà. Trời luôn. Trời ơi, thì ra tình yêu của họ xuất phát từ cái việc gọi là trả thù. Dạ. Rồi đến bao lâu thì yêu? Khi mà bắt đầu mà nhắn tin qua lại với nhau thì rủ đi uống cà phê, đi ăn uống đồ. Em dẫn theo một đám bạn có khoảng 7-8 đứa gì đó. Dạ. Ăn mà cho tốn tiền mà. Ăn ngập ghét. Mặt luôn đó. Đó cái dạng vậy đó, ăn cho mình ngập mặt luôn, cho ghét mà, cho bỏ ghét. Ăn bỏ ghét đó chị. Đó, thì cũng khoảng thời gian đó thì em cũng làm mai nhiều người bạn em cho ổng lắm. Dạ. Nhưng mà ổng thì không thích. Sau đó khoảng một tháng thì ảnh mới nói là ảnh thích em đó, rồi thôi mình quen nhau đi. Sau đó một tháng nữa thì tụi em bắt đầu chính thức yêu nhau. Rồi sau đó bao lâu thì cưới? Khoảng 4 tháng đó là cưới. Phải không? Lâu quá. Thật sự đơn giản thôi. Tại vì cả hai bên cùng yêu nhau là phải cưới không? Bởi vì yêu là cưới. Chứ mà trong cái quá trình mà từ mà cái 4 tháng để cưới nó cũng có gặp. Thật sự là em không có công khai. Nên là trong gia đình hay là trong bạn bè hay trong đồng nghiệp tất cả đều không biết. Thì tới ngày hỏi cưới á thì gia đình của bên em thì không tin là sẽ đi cưới vợ. Thì mới yêu bướng quá bởi vì mà không... Dạ không, đúng không? Rồi anh, cái tình trường của ông này trời ơi dày đặc lắm. Trời ơi tôi biết mà, cũng dài, cũng dính tiền vô luôn. 5 tháng là cưới liền. Rồi á là 5 tháng đó là có vượt rào trước không hay là chừa tới đêm tân hôn luôn? Không có vượt rào gì. Hay vậy? Khó. Tình trường dữ không có, vậy khó nên là trời đâu qua được em chị. Phá rào lại khó. Dạ. Em rất là sợ tại vì cái tình trường của ổng là như đều như đó. Vậy em sợ em là cái nạn nhân tiếp theo cho đó. Nên là em tính cổng cao tường với ổng. Trời ơi, rồi cái đêm tân hôn vui không? Đêm tân hôn rất là buồn cười. Sao vậy? Tại vì ở quê á chị, là cái phòng thì nó san sát với nhau. Mà cái phòng của vợ chồng em á là mở cửa ra là ngay cái phòng khách. Đó cho nên mà lúc đó đám cưới thì đông mà cái giường á đoàn gỗ á cò kẹt đúng rồi, làm gì cũng phải hết sức là dịu dàng êm thấm, dành vợ chồng cảm thấy là không có thoải mái, cứ mạnh chút là
anh ơi, cái giường nó vậy 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 đó. Thì thôi lát nữa cái thấy như bực bội quá, bức bách quá, bung lụa luôn. Dạ. Là có nghĩa là cả nó kêu tự nhiên đó. Mặc cho tự nhiên nó cứ sao không xuống dưới đất. Ở dưới quê mà đúng không? Dạ dạ. Tụi em cưới nhau được bao lâu rồi? 3 năm 2 tháng. Dạ, dạ đúng rồi. Vậy thì ở với nhau thì có thấy cái gì? Có khắc khẩu, có hay cãi nhau không? Khắc khẩu cãi nhau thì ngày nào cũng cãi nhau, ngày đó ăn cơm vô. Khoảng 6 tháng đầu á, cãi nhau miết thôi. Tại vì dạ, như là chắc là cái khoảng thời gian yêu nhau nó ngắn quá đó. Thì cãi nhau đến mức mà phải là viết đơn xin ly dị để trên đầu. Chỉ cần thấy là ký vô là đưa lên là quốc thôi. Quá. Dạ, thật sự luôn. Có cái thời điểm mà tụi em hay gây lộn như vậy là kéo dài trong bao lâu? Khoảng 6 tháng đầu luôn á chị. 6 tháng đầu đó. Dạ. Dạ. Liên tục luôn á chị. Tục. Dạ. Trước khi sanh con luôn á hả? Dạ, trước khi sanh con. Dạ. Thì tại vì tụi em lấy nhau xong 9 tháng sau mới có đứa đầu tiên. Ừ. Sau khi sanh con còn cãi gì vẫn nữa? Cãi mà. À, sau dạ, khi sanh con vẫn còn cãi. Cãi tại vì cãi mới ăn cơm ngon. Ngon. Dạ. Tức là trước khi sinh con thì còn có thể chấp nhận được, nhưng mà nếu mà sau khi sinh con rồi mà vẫn cãi như vậy thì em thấy làm sao? Đỉnh điểm là khi mà em sinh bé thứ hai. Mẹ chồng ở quê thì vô là nuôi phụ cho mấy ngày. Ừ. Thì giữa hai mẹ con không có thống nhất với nhau, là tại vì mẹ thì chăm con theo cái cách truyền thống mẹ ở quê. Ừ. Còn em thì nhất em nghe theo bác sĩ, em chăm theo con theo cách hiện đại của em. Ừ. Thì cho nên là hai mẹ con không có đồng nhất với nhau về cái việc đó. Cho nên là có những cái câu mà em nói ra làm ảnh hưởng đến mẹ, mẹ rất là buồn và mẹ khóc. Thì chồng cũng có về nói lại với em, thì em cũng thấy là mình sai. Nhưng mà trong cái khoảng thời gian đó thì tâm lý cũng không có ổn định, tại sau sinh mà. Rồi đến một tháng sau đó thì là đám cưới của em chồng ở quê á, mẹ chồng mới kêu là cho con gái lớn của em về. Mà con gái lớn của em lúc đó thì chỉ mới có 15 tháng thôi. Thì em không đồng ý, tại là đi đâu cũng phải có ba mẹ, tại đúng con rồi, nó còn nhỏ quá mà. Thì chồng cũng nhắn tin kêu là em thế này thế khác. Thì nói qua nói lại em bị lên máu sản hậu. Em thành ra là em bị trầm cảm. Em phải uống thuốc điều trị một thời gian. Lúc đó là em bé thứ nhì là mấy tháng? Em bé thứ nhì được khoảng 1 tháng mấy 2 tháng. Trời, mới 1 tháng mấy, em bé kia là 15 tháng à? À đúng rồi. Thì em bị trầm cảm. Ừ. Nên là đối với em mọi chuyện nó như là cả thế giới quay lưng với mình vậy. Em rất là buồn luôn. Là tại sao mà chồng mình lại không hiểu mình như vậy? Thật sự là em cũng buồn, khó xử một bên vợ một bên mẹ. Nên em cũng rất là ức chế, bị nói chung là rất là nặng. Thời gian đó em lạnh nhạt, nói chung em đủ thứ hết. Nói chung em kiếm chuyện đủ thứ cuộc đời hết. Thế mà lúc đó là em kiếm chuyện với vợ là chủ yếu hay là kiếm chuyện với những người xung quanh? Nói chung là chỉ kiếm chuyện với vợ thôi. Nên là nhiều đêm vợ bị áp lực quá, chị không nói thì lên thì co giật rồi cũng rất là nặng. Rồi. Nói chung ba mẹ cũng khuyên rồi nhiều cũng nói. Cuối cùng thì em mới bớt đi. Nhưng mà em có biết lúc đó vợ em bị trầm cảm không? Dạ thật sự là em biết, em cũng không quan tâm nữa. Tại em thấy mẹ mình cũng buồn, thấy vậy nên em cũng không quan tâm mọi thứ hết. Em bỏ mặc kệ, em làm gì làm. Vậy hả? Ừ. Thực sự là bây giờ tụi em đã vượt qua rồi. Dạ, đúng không? Bây giờ là em bé thứ nhì là bao nhiêu tháng? Em bé thứ nhì là gần 6 tháng rồi chị. Gần 6. Như vậy là chuyện xảy ra mới đây thôi đúng dạ, không? Dạ đúng rồi, cũng mới đây. Ồ, như vậy là bây giờ là em đã cảm thấy em hết hẳn cái trầm cảm đó chưa? Em nghĩ là chắc cũng còn tiềm tàng đâu đó trong người mình vẫn còn cái sự trầm cảm. Tại vì em á, nhiều khi là em cũng hay nghĩ theo cái hướng tiêu cực lắm. Em biết điều đó nữa. Ví dụ như chồng em mà có nhắn tin với cô nhân viên, có một cô nhân viên đó nhắn tin với chồng cách rất là nhõng nhẽo. Anh Trung mới nay em mệt quá, em nghỉ nha, em này nọ. Chị thấy như vậy nè, rất là may là em đã vượt qua được cái giai đoạn đó. Và hôm nay tụi em đến đây thì là đúng là chị nghĩ nó là một cái duyên đó. Tại vì như vậy nè, theo cái cách nói chuyện của vợ em thì vợ em là một cô gái mà rất là hoạt bát, tức là sống hướng ngoại nhiều, chứ không phải là người hướng nội. Mà nếu như trong trường hợp vừa rồi, nếu vợ em là một người hướng nội á, là cái chuyện kinh khủng nó đã xảy ra rồi. Rất may mắn là vợ em á, vì là hướng ngoại như vậy cho nên cô dễ quên á. Giống như em cũng dễ quên, xong em rồi ngay thôi. Đó rồi lại thôi, ngay đó là thôi liền. Thật sự là khi mà cái vụ đó nó bể ra rồi em mới thấy là mình là người vô trách nhiệm. Đúng, cái đó là vừa rồi là em dở lắm á, vừa rồi thật là sự, em đứt dở. Bữa đó em nghĩ là một là cô ấy sẽ bị bệnh rất là nặng luôn, hoặc là nằm một chỗ bỏ hai đứa con luôn. Nên em rất là lo. Nguy hiểm lắm á. Thực sự là như vậy nè, với những cái khán giả truyền hình mà khi mà các bạn mà xem và chứng kiến cái câu chuyện của cặp vợ chồng này thì các bạn phải rút ra được một cái điều là nếu như mình ở trong cái trường hợp này á, là cái người đầu tiên trong việc này sáng suốt phải là người chồng. Tại sao hồi xưa là các cụ không nói vấn đề trầm cảm sau sinh nhiều? Là bởi vì cái phương tiện truyền thông nó không có nhiều để mà mình biết. Nhưng cái chuyện nó đã xảy ra từ rất lâu rồi.
Hơn nữa thời điểm này khi cái người phụ nữ họ phải vừa làm công tác xã hội vừa làm việc gia đình thì cái việc trầm cảm sau sinh của họ còn kinh khủng hơn ngày xưa nhiều. Đó ha. Thì chị nghĩ như vậy nè. Cái quan điểm của vợ em trong trường hợp này chị rất đồng ý, có nghĩa là con em đi đâu phải có cha có mẹ. Con em còn quá nhỏ, 15 tháng nhỏ lắm em, mới có một tuổi mấy đúng không em? Cho nên làm gì làm ông bà có thương mấy đi chăng nữa thì thứ nhất sức khỏe ông bà yếu rồi, cho nên là chăm cháu mà thức đêm thức hôm với cháu, hay cháu bệnh hay là cháu quấy cháu khóc là rất nguy hiểm, vừa tốn sức khỏe ông bà vừa tốn sức khỏe của cháu, mà ở đây vợ em đâu có yên tâm, em cũng đâu có yên tâm được đúng không? Vợ lại mới sinh nữa, cho nên cái quan điểm của vợ em trong trường hợp này là đúng. Thì đáng lý ra trong thời điểm đó em phải là người khuyên mẹ chứ. Mẹ nói mẹ ơi ABCD về nữa. Đúng không? Đó thì đáng lý em phải là người làm việc đó. Tại vì em thấy vợ em nó hơi bị áp lực, hai đứa con á, em đi làm ra ngoài á, nên ở nhà hai đứa nó làm cho có thể là nặng hơn, nên là em mới em sợ cái điều đó đúng không? Nhưng mà em phải nhớ rằng á, cái mệt sức á nó không kinh khủng bằng cái mệt não. Có nghĩa là chẳng thà vợ em nó cực chút xíu nó chăm, nhưng mà cái đầu của nó thảnh thơi. Chứ bây giờ vừa chăm đứa này xong cứ nghĩ cái đứa nhỏ ở ngoài kia làm sao. Rồi đêm ngủ không được, rồi lỡ mà bà điện vô là con ho hay con sốt là còn chết nữa. Đúng không? Nhớ rút kinh nghiệm cái đó. Đó, cái thứ hai nữa là bây giờ em vẫn còn phải làm một việc là em phải nghiên cứu cái bệnh trầm cảm sau sinh. Tại vì chuyện xảy ra là mới đây thôi. Cho nên là hơn ai hết là chị nghĩ rằng em phải sát cánh bên vợ em. Và bây giờ em vẫn phải là người á giải thích với mẹ, với ba. Để chi? Để cho bà hiểu được cái chuyện xảy ra vào 4 tháng trước đây. Nó không phải là lỗi của vợ. Nó là những cái gì nó hoàn toàn về mặt sinh lý, về mặt bệnh lý. Chứ không phải là tâm vợ em muốn như vậy. Là em phải làm điều đó. Tuy nhiên á thì qua cái số này nếu như mà ba mẹ của em có xem á thì chị cũng xin chia sẻ một chút xíu là nên thông cảm cho cô con dâu của mình. Và thực sự là Vân rất chúc mừng á, là gia đình, tức là chúc mừng cô con dâu này đã vượt qua được cái thời điểm khó khăn đó. Chứ thực sự khi nghe Vân hết hồn luôn. Cái áp lực của em lúc đó là quá lớn, cái đó chị nói nghiêm túc luôn. Tại vì ít ra khi em bị cái khác thì bên cạnh còn chồng, nhưng mà ngay chồng em cũng đã nói là thời điểm đó ảnh cũng thông cảm được với em luôn. Thì mà em đã tự vượt qua được mà con thì lại còn quá nhỏ như vậy cả hai đứa, thì thực sự là em rất là bản lĩnh ha. Em cố gắng em giữ cái bản lĩnh đó để làm chỗ dựa cho hai đứa con của mình, đúng không? Và chị chắc chắn là sau cái chương trình này chồng em sẽ hiểu được vấn đề và chồng em sẽ sát cánh bên em ha. Và cũng nhân cơ hội này thì em có muốn nói lời gì với ba mẹ chồng không? Con cũng muốn nói với mẹ là trong lòng con thì cũng thương mẹ như là mẹ ruột của con, chứ bao giờ con nghĩ mẹ là mẹ chồng. Nhưng mà vì con là một người không có khéo nói, lại hai mẹ con ở xa nhau như vậy thì cũng không có thời gian mà ngồi gọi nói chuyện với nhau nhiều. Chứ thật sự con không có muốn làm những cái gì cho mẹ buồn đâu. Con cũng biết là mẹ buồn con rất là nhiều. Con cũng qua chương trình này con cũng muốn gửi lời đến xin lỗi mẹ. Mong mẹ hiểu cho con và đừng có giận con. Nói chung là cùng qua chương trình này thì anh cũng đứng ra xin chia sẻ là có lỗi trong cái chuyện này, nên là hứa với mọi người, với hứa với gia đình là anh sẽ từ nay anh sẽ thay đổi để chăm sóc em với gia đình tốt hơn. Rồi, giờ đứng lên ôm chồng với coi chồng hứa rồi đó. Mua mấy hai chai rượu ra hai chị em ngồi uống chơi, thì hai người uống thì vợ em mới uống xong cũng hơi giống ngày ngà. Mời quý vị dành một tràng pháo tay để cùng gặp gỡ cặp vợ chồng thứ hai. Chú rể nhìn mặt cực kỳ có duyên luôn. Mà chú rể? Mà chú rể nhiều tuổi mà sao nhỏ xíu rồi đúng không? Anh Nam 18 tuổi chưa? Dạ em 26 tuổi rồi. Ha? 26 rồi hả? Dạ. Mặc như là anh chưa 18 gì đó. Rồi hai đứa giới thiệu về mình đi. Dạ em chào anh Quốc Thận, chị Hồng Vân. Em là Kim Hoàng. Năm nay em 31 tuổi. Em là nhân viên văn phòng ạ. Kim Hoàng mà có bán vàng không? Dạ. Dạ không ạ. Nhân viên văn phòng mà. Còn em? Chú rể, cho tôi hỏi chú rể dễ thương quá. Dạ, trước hết em xin chào anh Quốc Thận và chị Hồng Vân và chào mọi người. Em tên là Tiến Nam, năm nay em 26 tuổi. 26 tuổi? Dạ. 26. Đó, nhìn giống như là con nít mình đi lấy vợ vậy đó. Ừ.
Vậy là sao? Vậy là trong trường hợp này là ai của em? Sao? Ai của ai? Em của chị hay là chị của em hay sao? Dạ, tình yêu của tụi em là tình yêu chị ơi, anh yêu em. Đó, chị ơi, em đúng không? Dạ. Chị ơi, anh yêu em. Đó. Ừ, nhưng mà gặp chị ở thời điểm nào, lúc nào? Dạ, lúc đó là em lúc mới đi lính về. Thì em về phường em làm luôn. Thì lúc đó có anh của em cũng làm ở trong đó. Thì anh em thấy chị bên đây nè là còn độc thân mà cũng vô tính lắm, tại hoạt động đoàn mà. Thì anh của em mới nói là qua bên cua bên đó đi, cua cái chị đó đó. Chứ sao lúc đó anh em không cua mà nhường cho em vậy? Anh của em có vợ rồi. Anh có vợ. Không tiếc của. Anh không tiếc của. Có tiếc của đẹp quá, hiểu không? Bây giờ mình có vợ rồi, thôi để cho đúng em. Đúng rồi, để cho em mà nó hưởng. Anh nói em qua cua đi, rồi nếu mà được thì đến với người ta, tại người ta còn độc thân. Đó thì em cũng qua, em cũng chọc chọc chơi vậy đó. Thì cứ mỗi chiều chiều em cũng dẫn xe cho vợ em đi đi làm về nè, em dẫn xe ra cho vợ em về. Rồi tới có lần mà vợ em đi chơi với là bên phường á, thì đi giờ sáng, sáng sớm mà nhà vợ em thì không có cho đi sớm. Em thì làm ở phường, em ngủ trên phường luôn. Thì cứ sáng sớm 4 giờ sáng em chạy xuống nhà vợ em, chở vợ em đi lên phường. Thì lúc đó vợ em cảm thấy nó mến mến em vậy đó. Để hỏi cổ coi có đúng vậy không? Đúng. Ông này ông tự khẳng định ta mến, ông biết phải vậy không? Tại nhà em khó lắm, không có cho đi sáng sớm vậy rồi. Sợ con gái mình bị bắt cóc á. Cái thế là chồng em mặc áo dân quân, thì cái nhà cũng tin tưởng là chắc ở phường cử người xuống là rước vợ, rước vợ mình đi. Rồi cái dạ an tâm cái cho đi. Cho đi thế là em cũng cảm thấy là chồng em nhí nhảnh dễ thương. Rồi cái cũng cảm mến vậy thôi chứ chưa có yêu hẳn. Bên này là mối tình đầu rồi phải không? Vậy chắc chắn một điều là ông đâu có biết hung. Lúc đó anh có lần vợ em buồn á, cái mua mấy hai chai rượu ra hai chị em ngồi uống chơi. Thì hai người uống thì vợ em mới uống xong cũng hơi giống như ngày ngà, tuyên quay ra cái cho hôn miếng coi. Thì em hối không có hôn gì hết, thì quay ra hôn miếng coi vậy đó. Kiểu mà em đưa qua mặt qua thì dính cái vợ. Thì cái vợ em mới bắt đền, kêu là hả bắt chùi lại, chùi nó miếng đi, không được không lẽ rồi bắt em xin lỗi. Rồi sao rồi hôn, rồi còn làm gì nữa không? Dạ không, chờ qua gái xong thôi xong rồi. Có thiệt không? Dạ xin lỗi xong rồi mới chịu về. Dạ. Có nghĩa là lúc mà người ta hung còn bắt ta chùi nước miếng đó mà dạ. Là cái đó là quen được nhiêu lâu? Dạ cũng có khoảng một năm. Một năm rồi dạ. Rồi mới cho người ta vậy mà cũng bắt xin lỗi. Rồi dạ. Qua tới năm thứ nhì dạ. Là cho hung chưa? Đúng rồi, chị đi chơi chị không có nắm tay còn sợ nữa mà. Bà sợ lắm. Nghe là trong hai năm là vẫn dạ. Chưa? Dạ sợ lắm. Người bà bảo sao á đúng. Rồi bao lâu mới được hung thiệt? Tức ghê thiệt á. Tới lúc mà lúc cưới mới hung. Rồi có được ôm không? Lên chi xe thì không ôm, còn có phim á mới được ôm thôi. Trời đó. Ơi gì mà kẹo với nít dữ vậy trời. Trời. Trời dạ. đêm tân hôn hồi hộp. Tụi em cưới về xong hôm sau rồi tụi em đi Đà Nẵng luôn chứ không có ở nhà. Thì lúc em cũng xin vậy mà giờ em không có cho. Sợ ngại lắm. Phải mấy bữa sau mới cho. Sau rồi. Bà chị nó khó quá. Tại Nam an ủi là thôi giờ em cũng là thuộc của anh rồi. Cái em mới nói vậy thôi. Nếu mà đụng tôi á thì hứa với tôi là 3 năm sau mới cho tôi có em bé nha. Cái cũng hứa mất méo rồi. Hai đứa cũng giao kèo dữ lắm luôn. 9 tháng sau dính. Dạ không, đúng rồi. Dính là dính luôn dạ, hả? Dạ. Dạ bữa giờ bà cho em ăn chay luôn. Là đang dính hả? Đang không? Dạ không có, là em sinh em bé được gần 4 tháng rồi. Vậy đó hả? Coi như là bữa đi Đà Nẵng một phát là dính luôn. Đúng rồi. Dạ. Rồi cho nhỏ ngưng luôn hả hay sao? Có cho chay luôn không? Dạ, mới nói ăn chay kìa. Dạ. Là từ lúc á hiện là có em bé là cho ăn chay. Dạ đúng trời rồi. Trời tội nhỏ hết sức rồi. Trời đất ơi. Rồi sao? Em cũng thương vợ em, bây giờ vợ em chăm con nên em cũng không muốn đụng vợ em nữa. Nghĩa là em cũng chạy xe nhiều lúc em cũng mệt nữa. Em nhiều khi em không đụng bởi vì bà mới bị stress. Đúng không? Không phải đâu, tại vì Nam tôn trọng em thôi. Vậy hả? Em nghe trên mạng nói là tại vợ em sinh mổ là phải kiêng tới 6 tháng hoặc tới 1 năm nữa. Em sợ vợ em cái vết mổ đau nên em không dám đụng luôn. Một năm mấy lấy nhau vậy đếm số lần thôi hả trời? À, không được. Mấy lần nói tôi nghe coi mấy lần. Nó không được hết bàn tay nữa. Mấy lần nói tôi nghe coi, 30 ngày mà giận hết 1 tuần 2 tuần rồi là còn mấy lần?
4 lần hả? Hay 5 lần? Tôi thấy nhỏ này bởi vì cái mặt nó uất ức thì sao đâu. Rồi nhưng mà cái bản thân em á, em có cũng thương vợ nên em cũng không làm cho vợ buồn thôi rồi chấp nhưng nhận. Nhưng mà lúc vợ có bầu em có phá rào cản lần nào không? Dạ không, em sợ lắm. Tại em kêu là nghe sợ trúng con nên em cũng không dám được. Trời ơi. Có chạy xe rồi mà nó không có nghiên cứu gì chừng á. Bây giờ chị hỏi nè, hai người á, cái thời gian á mà được gần gũi nhau đi là tổng cộng cái thời gian được cỡ 1 tuần không? Ít lắm chị. Dưới 1 tuần tức là dưới con số 7. Dạ, ít lắm. Đừng nói 1 lần thôi nghe. Trời ơi, không có được. Để nói nghe nè. Bây giờ á, em là yên phận em rồi, đúng không? Mà đây, người đàn ông 26 tuổi này là đang là cái thời điểm mà gọi là đỉnh cao của đàn ông. Em treo tới cỡ đó rồi thì em có nghĩ là lúc cái chồng em sẽ làm gì trong cái thời gian đó không? Có bao giờ suy nghĩ tới điều em đó không? Em tin tưởng chồng em lắm. Cái vấn đề chị nói em nghe, cái lý trí nó khác với cái bản năng nha, đúng không? Cái đó là cái bản năng bình thường, cái nhu cầu bình thường của bất cứ một con người nào. Em hiểu ý chị không? Chứ không phải là do cái đầu. Chồng em vẫn thương em nhưng mà vẫn phải có cái chuyện đó. Mà bây giờ không với em thì bắt buộc là phải với ai đó hoặc là tự mình ơn hay là mà tự mình ơn là bệnh nha. Có vợ mà tự mình ơn là bệnh nha. Đó. Đúng không? Nó đủ đường hết trơn hết trọi. Đúng không? Em nó nhỏ phải thương nó. Nhỏ phải thương nó. Thôi ghét. Nhỏ nhìn thương dễ sợ luôn. Thương. Không được, không có được. Không. Qua bữa này về cải thiện lại. Cải thiện liền. Đem đẩy. Trời ơi tôi bây tức giờ... quá. Anh nhìn thấy nó muốn rớt nước mắt luôn á thiệt. Đây cải là cải thiện liền cho tôi. Cải thiện liền đi em. Trời đất ơi. Với lại nói nghe, cái vấn đề mà cấm cản mà sau khi mổ mà 6 tháng đó là nó hơi nhiều. Anh biết nè, anh rất rành, anh hai đứa con nè. Nói thiệt. Cái vấn anh đề đi bể kế hoạch là vậy đó. Dạ, yên tâm. Không có sao gì nữa. Không, bây giờ vậy nè. Có nhiều cách phòng tránh lắm mà đơn dạ, giản mà em, đâu có em gì đâu bé biết chị. Đúng không dạ. Biết mà đúng không dạ. Thì chị nói em nghe ví dụ như cái cơ địa của cái người con gái mà nó còn trẻ đó nó mau liền lắm em hiểu không, hơn nữa là cái việc mà em sinh mổ nó không có liên quan gì đúng tới rồi. Cái chuyện kia chứ á. Dạ không có em biết rồi chị, tại vì thời gian bên con á con nó quấy quá nên tụi em dành hết cho con chứ không gì hết. Không bây giờ vậy này chị nói em nghe, cái dành hết cho con là hoàn toàn chính xác. Nhưng mà con nó không đòi hỏi tụi em tới cái mức đó. Thực sự con nó không đòi hỏi tụi em tới mức đó đâu. Bây giờ cái nhu cầu của em bé 4 tháng là cái gì? Ăn, ngủ, đúng không? Và được ôm ấp, vậy thôi. Chứ nó không có đòi hỏi là toàn tâm, toàn ý, ba mẹ phải đúng dành rồi. Cho con. Không được dành cho nhau và nó chưa biết ghen. Cho nên bây giờ tụi em còn trẻ là phải tận hưởng cái tuổi trẻ của mình. Đừng có để lớn như chị rồi là mệt mỏi. Mệt lắm, hiểu không? Không được. Dạ, em... Không. Lắng nghe lời khuyên của anh phải, chị. Phải thay đổi. Cái vấn đề này rất quan trọng. Nghe Nam. Dạ. Bây giờ Nam á, thì chịu khó à, ngoài cái lúc chạy xe lúc rảnh á, chịu coi. Khó lên nghiên cứu tìm hiểu đúng không? Dạ. Kinh nghiệm nè, chiều vợ làm sao, làm sao để cho vợ cảm thấy hạnh phúc sung sướng như thế nào ABCD. Vợ chồng okay. Là phải dạ. Hiểu nhau. Nếu mà không hiểu thì tra Google. Dạ. Còn em nữa, lúc nào con ngủ á, rảnh ha, ngồi coi chồng mình đi làm về mệt mỏi thiệt nhưng mà mình cũng phải tạo cái hưng phấn cho chồng nè. Để sao cũng rủ rỉ. Dạ. Hỏi lỗ tai nó anh ơi, vậy nguyên thời gian vừa qua anh đi đâu? Đó. Nhiều khi khui được mới chuyện á. Em tin chồng nè, em. Giờ em định vậy hết em hết rồi. Không, ở đây vấn đề mình không nói là cái vấn đề là với một người nào. Đúng, em hiểu không, nếu chồng em thương em thực sự là chồng em sẽ mình ơn đúng không, nhưng mình ơn rất là nguy hiểm. Bệnh nó đó. Không có tốt một chút xíu nào hết em. Bệnh. Có hiểu không em ơi. Dạ. Thôi bây giờ nè, nói một điều gì với vợ mình đi để mà có một sự thay đổi gì đó mới thi vị trong cái đời sống vợ chồng. Qua chương trình muốn nói với vợ là vợ đừng có lo gì hết, anh sẽ không cho em dính đứa thứ hai đâu. Mẹ, khoan có đứa thứ hai cho tôi. Bây giờ tận hưởng cái thời gian này đi đã, không có được đứa. Trời ơi, hãy nói gì nè. Em ơi, chúng ta phải thay đổi đi cho cuộc sống nó vui vẻ, cuộc sống ấm áp và cuộc sống thi vị hơn. Em ơi, anh hứa với em, anh không để đứa thứ hai đâu em ơi. Giờ em sợ có đứa thứ hai. Không có sợ. Bây giờ đứng lên em hứa chồng. Nhau đi.
Bây giờ chị nói nè, em á thì cứ ngại, tôn trọng vợ quá thành ra là ngại, cứ để muốn để vợ chủ động á, hiểu không? Rồi còn vợ thì cũng mắc cỡ, ngại, rồi không lẽ bây giờ nói chồng chủ động thì không được. Nhưng mà chị nói nè, cuộc sống hai vợ chồng không nên giấu giếm nhau tất cả những cái nhu cầu về bản năng, hiểu không? Đừng giấu, giấu ai đó đừng giấu chồng, hoặc giấu ai đừng giấu vợ, hiểu không đó? Em ơi, anh chịu hết nổi rồi, anh muốn như vậy, anh cần như vậy, là tấp vô. Đó, nhiều khi á, vợ nó hơi chống cự chút xíu, kệ nó đi, hiểu không? Tới cho tôi, hiểu không? Đó mà nhột. Nói đi, nói đi, tôi không nhìn đâu. Mọi người đứng ai nhìn nghe, để tivi khán giả ta nhìn được rồi. Chị Trần, anh hứa anh muốn em là hả cởi mở với anh một chút xíu, có gì thì cứ nói với anh nghe hả. Rồi anh cũng vậy, tụi mình hả còn lâu dài nữa. Không biết ôm vợ một cái, ôm đi mạnh mẽ lên. Đó, phải là người đàn ông mạnh mẽ, hiểu chưa? Muốn gì nói đó nghe. Rồi chúc cho hai em đêm nay sẽ là một cái đêm mà nó, một cái đêm mà lửa phừng phừng cháy bỏng ha, sau mấy trăm ngày bị treo niêu ha. Rồi chúc hai đứa luôn luôn có nụ cười nở trên môi và mãi mãi hạnh phúc như ngày hôm nay. Và bây giờ là phần kiểm tra hiểu ý, các bạn đâu lưng lại và nghe kỹ câu hỏi nha. Vợ của bạn sợ con gì nhất? Vợ của Nam sợ con gì nhất? Hỏi ra. Em hèn con dế. Ai? Rồi, vợ chăm sợ con gì nhất? Hỏi ra. Quay qua. Con heo. Chính con xác luôn. Mời hai cô dâu bước lên một bước, hai người nhìn nhau, đừng quánh lộn mà quánh thù xì nha. Chuẩn bị, nhìn nhau, cười một cái. Một, quánh thù xì nha. Chỉ ra nè, đập nè. À, kéo nè, bao thôi nha, không có ra cái này nha. Rồi. Một, hai, ba. Ba. Rồi, bên này trước. Hai, lùi xuống. Bên đây. Em thích màu gì? Màu đỏ. Nam, và vợ Nam chọn màu gì? Chị nè. Màu xanh. Trời ơi, rồi, em tôi màu xanh. Giờ đi, mình bước lên. Một, hai, ba. Trời ơi. Trời ơi. Rồi, hai cặp vợ chồng chuẩn bị mở nào. Một, hai. Chúc mừng cặp vợ chồng của Nam đã may mắn nhận được một suất chụp hình kỷ niệm dành cho cả gia đình trị giá 6 triệu đồng tại áo cưới Allen. Và chúc mừng cặp vợ chồng của Trung và Trâm đã may mắn nhận được một năm sử dụng sản phẩm dầu nành cao cấp của công ty dầu thực vật Tường An. Thời lượng dành cho chương trình Vợ Chồng Son đến đây tạm thời khép lại.